Xin chào các bạn. Trong video này thì chúng ta có hai ảnh dữ liệu ở phía bên phải. Và chúng ta sẽ làm ra một ảnh kết quả ở phía bên trái giống như hình này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Trước hết thì chúng ta cũng vào trong menu image. Chúng ta chọn duplicate. Đặt tên. Ok. Sau đó thì chúng ta vào window. Arrange. Và chọn High up horizontal, chúng ta xếp theo chiều ngang. Hình ảnh của mình làm thì ở phía trên. Bây giờ chúng ta nhấn chữ D để lấy màu đen trắng. Các bạn nhấn Alt Delete để đổ màu đen vào. Bây giờ chúng ta lấy ảnh dữ liệu lên. Chúng ta sẽ kéo ảnh này vô cái file mẫu, nhấn giữ Shift và nhả chuột ra. Như vậy là ảnh này đã đúng vị trí. Hình ảnh này thì chúng ta sẽ tắt bỏ đi nha. Bây giờ chúng ta đưa sang file bài làm. Các bạn kéo sang nhấn giữ Shift và chúng ta nhả chuột ra. Bên dưới này thì chúng ta sẽ ẩn đi. Bây giờ để chuyển màu theo màu file mẫu thì chúng ta sẽ đứng ở cái layer chứa hình ảnh này. Các bạn vào trong image adjustment ha. Sau đó các bạn chọn là photo filter. Trong bảng lệnh này thì chúng ta sẽ chọn một màu. Đó là warming. Tức là hệ màu nóng. Các bạn có thể là tăng giảm cái phần density cho màu nó rõ lên. Thì ở đây các bạn thấy là màu nó cũng hơi vàng ra như vậy. Và chúng ta có thể là bấm vô cái ô màu này. Chúng ta chọn thêm cái màu xanh trên này. Chúng ta sẽ chỉnh lại một chút xíu. Như vậy là màu cũng đã gần giống rồi các bạn. Ta ok. Rồi ok trên này. Tiếp theo thì chúng ta có thể là hiệu chỉnh thêm một chút xíu. Thì các bạn vào trong Image Adjustment và chúng ta chọn Hue Saturation. Ở đây thì các bạn có thể là tăng cái phần Saturation lên cho màu được rỡ lên một chút xíu. Chúng ta có thể là tìm lại cái màu cho nó chính xác hơn một tí nữa nè. Rồi như vậy cũng được rồi các bạn. Ta ok ha. Bây giờ chúng ta đưa file character vào. Trước hết là chúng ta sẽ chọn nhân vật này ra. Thì các bạn thấy ở đây là một cái nền trắng. Ta có thể là chọn công cụ Magic Eraser. Tolerance thì đang là 32. Chúng ta bấm cái nền bên ngoài. Thì chúng ta xóa được cái phần nền bên ngoài. Rồi bấm phía trong này. Chúng ta zoom lên nha. Ở cái chỗ cánh tay này á, thì cái màu hơi gần với màu trắng. Chúng ta có thể là giảm cái này xuống bằng 10 các bạn. Ta bấm vào đây ha. Như vậy chúng ta đã xóa được cái chỗ này. Bây giờ các bạn sẽ đưa cái nhân vật này sang file mẫu. Kéo sang giữ Shift. Rồi nhả chuột ra. File này thì chúng ta tắt đi ha. Ở đây mình Ctrl T. Sau đó nhấn giữ Shift và Alt Tab chúng ta scale lại cho nó bằng cái nhân vật này. Giữ Shift ta kéo xuống này. Đó, bằng phần đỉnh đầu và phần chân. Sau đó các bạn đưa đúng vào vị trí như vậy. Dùng các phím mũi tên để chúng ta dời đi cho nó chính xác. Sau đó thì
Các bạn nhấn Enter ha. Ta đưa sang file bài làm. Nhấn giữ Shift và nhả chuột ra. Ở bên này thì chúng ta có thể là ẩn đi. Các bạn thấy là trên cái file mẫu á, thì cái nhân vật nó sáng ra. Và ánh sáng nó được chiếu từ phía bên này. Từ phía bên trái nó tỏa vào. Và phía bên phải thì hơi đậm hơn chút xíu. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hiệu chỉnh lại một tí. Chúng ta đứng ở trên layer character. Các bạn cũng nên đặt tên cho nó hoặc là chúng ta đánh dấu cho nó ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái phần image. Chọn adjustment và chọn brightness contrast. Ở đây chúng ta tăng cái phần brightness lên. Như vậy thì các bạn thấy là nó cũng sáng ra. Ta tăng cái phần brightness về phía bên phải. Sau đó ok. Tiếp theo thì các bạn thấy ở đây nó có một ít màu vàng nó ánh vào. Thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh tiếp. Các bạn vào trong FX của chúng ta chọn Inner Shadow. Trong cái phần Inner Shadow này thì ở chế độ Blend Mode các bạn chuyển sang là Normal. Màu thì chúng ta sẽ lấy cái màu vàng. Tức là cái màu hơi vàng xanh này nè. Ta cho nó ánh vào một chút xíu. Thì các bạn hiệu chỉnh lại trong cái phần Distance. Ta kéo cho nó ít lại. Opacity mình giảm nhẹ một tí nữa. Ở đây nó hơi ánh cái màu vàng vào nè các bạn. Như vậy cũng được rồi. Chúng ta ok ha. Tiếp theo thì mình thấy nó còn một cái quần sáng ở phía bên ngoài. Cái này gọi là Outer Glow. Thì chúng ta cũng xử lý trong phần FX. Ở đây chúng ta chọn là Outer Glow. Các bạn cũng chọn cái màu xanh giống như là trên mẫu này. Thì màu này có lẽ là cũng được rồi. Chúng ta có thể để Blend Mode là chế độ Screen nha. Rồi các bạn tăng Size lên cho nó nhòe ra. Chúng ta có thể là giảm Opacity một chút xíu cho nó dịu lại. Rồi. Cỡ như vậy. Chúng ta ok. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cái cầu vồng. Cầu vồng thì thông thường là 7 màu nó hòa sát lại với nhau các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ nêu ra một cái layer mới. Các bạn chọn vào biểu tượng dấu cộng. Sau đó thì chúng ta cũng đánh dấu màu cho cái layer này. Bây giờ chúng ta chọn công cụ Radiant. Các bạn bấm vào cái ô màu đen trắng ở đây. Để pha một cái màu cầu vồng á thì ta sẽ bấm vào ô màu bên dưới này các bạn. Các bạn có thể là chọn một cái màu xanh ở phía dưới này thì chúng ta sẽ click vào đây. Chúng ta có thể lấy cái màu xanh bên ngoài này. Các bạn cho nó xanh hơn một chút xíu. Rồi chúng ta có thể giảm lại sâu cũng được các bạn. Ở đây chúng ta lấy theo cái dạng màu hơi xanh trời một tí. Rồi ok. Tiếp theo thì các bạn nhích cái này vô trong nè. Chút xíu. Cái này các bạn cũng kéo đến một chút xíu. Hai cái này thì các bạn để song song ha. Sau đó thì chúng ta chọn cái màu tiếp theo. Cái màu tiếp theo thì chúng ta chọn là màu vàng. Thì các bạn double click vô. Chuyển cái này xuống màu vàng nha các bạn. Rồi ok. Thì giữa màu vàng với màu xanh này nó sẽ tạo ra cái màu lá cây ở khúc giữa này. Tiếp theo thì chúng ta có cái màu xanh tím
thì các bạn tạo ra một cái key mới, chúng ta double click vô, chọn cái màu xanh tím trên này, sau đó chúng ta ok với cái màu này. Phía bên ngoài thì màu nó hơi cam cam thì chúng ta tạo ra một cái màu cam cam, ta cũng lấy cho cái màu nó tươi hơn chút xíu nha các bạn. Rồi ok, ở phía trên này thì các bạn kéo cái key này cho nó song song với cái màu cam ở bên dưới. Ở đây á, thì các bạn thấy là cái nút này có vẻ là dư rồi, cho nên là chúng ta có thể bỏ cái này đi ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần trong suốt ở phía ngoài này và phía dưới này. Các bạn thêm một cái key màu đen ở phía trên này, đồng thời là chúng ta cho opacity bằng 0. Ở bên này thì chúng ta cũng thêm một cái key màu trắng, tức là opacity bằng 0. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn new để tạo một cái màu gradient phía trong này. Rồi chúng ta ok. Bây giờ để chọn kiểu tô thì các bạn thấy đây là một kiểu tỏa tròn, thì ở phía thanh option các bạn chọn kiểu thứ hai trong này, đó là radiant. Chúng ta thử fill lên cái file bài làm luôn. Ở đây mình sẽ kéo ra một chút xíu cho nó rộng cái file ra. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại cái phần option nè. Đây nó có một cái nút revert đang chọn nè ha. Rồi các chế độ ví dụ như là dither nè, transparency nè. Để chúng ta bấm từ đây nha các bạn. Chúng ta thử rê lên. Đó, cỡ sau cái đầu này cũng được rồi. Tuy nhiên cái vòng của mình thì nó hơi nhỏ thôi ha. Thì muốn mở rộng cái vòng tròn này ra thì chúng ta sẽ nhích các cái key màu này ra một chút xíu. Thì các bạn có thể là bấm lại cái ô màu trên này, chúng ta có thể nhích ra một tí nè. Có một điều là chúng ta thấy ở đây nó bị ngược lại cái màu của mình. Màu bên ngoài thì là cái màu cam, còn của mình bên trong là cái màu cam. Thì trước hết ta kéo lại các cái màu vô đây. Rồi chúng ta lại dời cái nút màu trắng ra ngoài. Hai cái màu đen thì các bạn cũng để song song lại giống như ban đầu. Một bên là màu cam và một bên là màu xanh, song song với hai cái nút màu đen. Rồi chúng ta lại new lại như vậy. Rồi ok. Bây giờ chúng ta fill lại. Vậy là được rồi các bạn. Bây giờ cái layer cầu vòng này các bạn kéo ra sau cái nhân vật character, tức là ở phía sau đầu này. Chúng ta cho nó nhòe ra một chút xíu cho các cái màu của mình nó dịu lại. Thì các bạn vào filter, ta chọn blur, sau đó là chọn Gaussian blur. Thì các bạn có thể là tăng cái phần radius này lên một chút xíu. Ở đây nó đang là bằng 6.2 thì mình có thể là cho bằng 6 cũng được các bạn. Rồi ok. Ở bên dưới này thì chúng ta thấy là bắt đầu từ chỗ này nè, nó lẫn vào phía cái chân trời. Thì bên này cũng vậy, nó hơi mờ xuống. Thì chúng ta sẽ xử lý một chút xíu. Các bạn thêm một cái chế độ mask ở đây, chúng ta bấm vô biểu tượng add layer mask, sau đó các bạn chọn lại màu là màu đen trắng. Thì các bạn lấy trong cái ô basic này, kiểu tô thì các bạn chọn lại kiểu đầu tiên, đó là linear gradient. Và chúng ta có thể là fill từ cái chỗ này nè, xéo xuống vậy nè, ta fill xuống dưới đây thì các bạn thấy là đó, nó sẽ mờ xuống bắt đầu từ đây ha. Đây các bạn, đó, mỗi lần ta fill thì nó sẽ mờ xuống như vậy. Thì các bạn cứ có thể là điều chỉnh lại cái đường fill của mình. Như vậy là vừa rồi các bạn. Rồi, như vậy cũng được rồi. Cái cầu vòng của mình thì nó hơi lớn một chút xíu, nhưng mà thôi không sao. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cái mặt trời ở đây.
Các bạn chọn công cụ Ellipse nha các bạn. Sau đó chúng ta có thể là chọn là Path hoặc là Shape cũng được hết. Nếu mà các bạn chọn là Path thì nó sẽ tạo ra một cái Path không có màu. Nếu mà các bạn chọn là Shape thì nó sẽ tạo ra là có màu. Thì trong trường hợp mà chúng ta chọn là Path thì các bạn sẽ vẽ theo cái mẫu ở trên này. Đây chúng ta để ngay giữa cái vòng tròn ha. Những Shift và Antenna chúng ta rê ra. Sau đó thì các bạn chuyển lại công cụ Path Selection. Chúng ta chọn Copy. Và chúng ta mở cái bảng Path ra. Ở đây chúng ta sẽ new một cái Path mới trên cái file của mình nha. Chúng ta new một cái Path mới này. Sau đó thì chúng ta sẽ Path xuống. Chúng ta chọn Paste ở đây. Thì chúng ta có một cái vòng Path ở đây. Trở lại layer thì chúng ta sẽ new ra một layer mới. Và các bạn đưa màu vào thì chúng ta chọn Solid Color. Solid Color thì nó có thể là một màu. Và ở đây thì các bạn thấy là nó có cái màu chuyển, thay đổi giữa đậm với sáng, cái màu cam vàng này. Cho nên chúng ta có thể chọn là Radiant luôn cũng được các bạn. Bấm vô màu Radiant này ha. Ở bên này thì chúng ta chọn một màu. Thì mình chọn màu cam. Ở bên này thì chúng ta chọn là màu vàng. Cái ô màu trắng trên này thì các bạn đổi lại là 100% opacity. Rồi ở đây thì chúng ta ok cái màu này. Sau đó chúng ta sẽ chuyển lại kiểu tô, đó là radio. Và chúng ta thấy là cái màu đậm nó đang bên trong, các bạn chọn nút revert cho nó đảo lại. Màu sắc thì mình có thể là mình sửa lại một tí cho nó phù hợp. Cái màu này có lẽ là nó phải sáng hơn một tí nè. Cho nên là chúng ta có thể kéo lên một tí xíu. Rồi cái này chúng ta cũng có thể là mở rộng nó ra một tí như vậy. Ok. Chúng ta có một cái khối tròn radiant ở trên này. Chúng ta ok ở đây ha. Bây giờ mình thêm các cái chi tiết vào. Ở đây nó có một cái outer glow. Cái bóng độ này là inner shadow. Chúng ta vào trong FX. Chúng ta chọn là outer glow. Cái quần sáng thì màu hơi cam vàng. Thì ở đây chúng ta sẽ đổi là màu cam này. Sau đó thì chúng ta trở lại normal cho màu nó rõ lên, tăng opacity lên nè. Size thì chúng ta cũng tăng lên nè. Màu thì mình cho nó vàng hơn một tí. Trong này thì chúng ta chọn softer. Rồi tăng phần size lại một tí cho nó nhòe ra như vậy. Rồi ok. Tiếp theo thì chúng ta thêm một cái là inner shadow. Inner shadow là cái bóng này các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tăng cái phần distance cho cái bóng nó đi vào. Màu sắc thì mình có thể mình chỉnh theo màu này cho nó sáng hơn một tí. Ok, sau đó thì chúng ta cho cái phần size để nó nhòe ra thì chúng ta tăng cho nó lớn hơn một tí. Như vậy. Distance thì mình chỉnh lại. Opacity thì tăng lên cái độ sáng của nó này các bạn. Rồi, chúng ta ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái mặt trời này. Phần còn lại là chúng ta làm cái chữ, cái cây cờ BS có chữ Photoshop uốn cong ở đây. Thì để tạo ra cái chữ BS này á, ta sẽ chọn công cụ chữ T. Các bạn bấm vô cái nền file mẫu nè.
ta nhập chữ là PS nha. Kiểu chữ thì chúng ta double click vô chữ T thumbnail ở trên này. Ở đây chúng ta có thể chọn là bold cho nó dày lên các bạn. Cái chữ Photoshop này nè, ở đây mình ẩn một số cái đường path đi để nó khỏi bị ảnh hưởng nha các bạn. Rồi trở lại layer, nhấn Ctrl T, tại vì đôi khi có những cái đường path là chúng ta chọn rất là khó. Bây giờ các bạn để lên ngay góc của chữ P nè, nhấn giữ Shift, ta kéo cho nó lớn ra một tí, rồi mình sẽ đưa lên đây. Tạm thời thì như vậy các bạn, sau đó thì chúng ta nhấn Enter. Ở đây thì mình sẽ chuột phải vô cái layer chữ T này, chúng ta chọn là Create Work Path, thì các bạn thấy là nó sẽ tạo ra một cái đường path ở trên cái chữ BS này. Chữ BS này thì chúng ta sẽ đóng biểu tượng con mắt lại, thì chúng ta sẽ còn cái đường path đây các bạn. Cái đường path này thì các bạn phải chọn bằng công cụ path selection, ta bấm ra ngoài, sau đó mình chọn riêng cái chữ B nè, Ctrl T, nhấn giữ Shift, chúng ta kéo cho nó lớn một tí nữa cho nó bằng cái file mẫu như vậy. Như vậy cũng được rồi các bạn. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Riêng cái phần chân của cái chữ B này nó dài ra thì các bạn đổi sang cái mũi tên màu trắng. Chúng ta quét hai cái điểm này và chúng ta kéo dài xuống tới đây. Như vậy là chữ B đã được rồi ha. Chữ S thì chúng ta sẽ chọn lại bằng mũi tên màu đen. Sau đó mình Ctrl T, ta sửa lại một chút xíu. Cái font chữ này thì các bạn thấy là nó cũng hơi khác chút xíu nè. Các bạn bấm giữ cái cạnh giữa phía trên nè, nhấn giữ Shift, mình đẩy qua một tí. Bên này bấm cạnh phía dưới, nhấn giữ Ctrl, có thể đẩy sang được nha các bạn. Hoặc là Ctrl Shift đều vẫn được hết. Nhấn Enter. Sau đó thì chúng ta sẽ copy hai cái chữ này. Chọn Edit Copy. Trở lại file của mình ha. Chúng ta vào trong bảng Path nè, chọn New Path. Sau đó thì các bạn dán xuống, chọn Paste. Như vậy chúng ta đã có cái mẫu chữ BS ở trên này. Bây giờ thì mình sẽ trở lại layer nha. Chúng ta sẽ new layer mới, bấm vô dấu cộng. Thì cái màu chữ BS trên này á cũng là màu radiant. Cho nên là chúng ta vào trong cái biểu tượng adjustment và chọn lại là radiant. Màu thì các bạn thấy nó là cái màu cầu vồng này, cho nên là chúng ta trở lại chúng ta chọn cái màu cầu vồng trong này. Sau đó thì chúng ta sẽ sửa lại một chút xíu, các bạn bấm vào đây. Hai cái phần màu trắng này thì chúng ta sẽ bỏ đi nè, kéo xuống nè. Rồi cái nút màu đen này chúng ta trở lại ngoài đầu, bên này thì trở về phía bên phải. Các cái màu bên dưới này thì chúng ta giãn ra, màu cam trở về phía bên trái. Hai cái màu bên trong này thì chúng ta chia đều ra khoảng cách ở giữa này. Hiện tại thì cái màu của mình á nó đang bị ngược ở trong này, thì trước hết là chúng ta cứ nêu cái màu này lại, sau đó thì chúng ta ok. Bây giờ chúng ta sẽ chọn revert để đảo màu lại như vậy, và có thể là chỉnh cái màu tô lại chút xíu, hơi nghiêng cái này một tí thôi. Như vậy cũng được rồi các bạn. Chúng ta chọn ok.
mình bấm ra ngoài thì cái đường path nó sẽ ẩn đi các bạn, thì mình sẽ dễ nhìn hơn. Ở đây chúng ta thấy có một cái viền màu vàng. Thì trên file của mình, ta trở lại layer nha. Vào trong FX, chúng ta chọn stroke. Và chúng ta sẽ đưa màu vàng vào. Thì ở đây các bạn chọn fill type là color. Chúng ta chọn lại là màu vàng. Ok. Size thì có thể mình cho nó nhỏ lại. Ở đây mình cho bằng 3. Rồi position là outside nha. Rồi chúng ta ok. Tiếp theo là chữ Photoshop. Thì trở lại file mẫu. Ta cũng chọn công cụ chữ T. Chúng ta bấm xuống. Và gõ chữ là Photoshop. Ctrl T. Ta thu nhỏ lại. Sau đó mình cũng xếp lên ngang cái vị trí chữ này các bạn. Ở đây các bạn thấy là nó có một cái độ uốn cong. Thì chúng ta double click vô chọn cái chữ này. Các bạn bẻ cong chữ thì chúng ta vào cái biểu tượng chữ T có cái độ uốn cong ở đây nè. Và chúng ta chọn kiểu thì trong cái phần style các bạn chọn là flat. Chúng ta chọn cái thanh pen này, chúng ta kéo lại để uốn cong cho nó đúng theo mẫu. Như vậy các bạn. Sau đó thì mình ok. Bây giờ chúng ta chọn công cụ di chuyển để dời cái chữ này lên một chút xíu. Ctrl T. Các bạn đưa cái tâm về ngay góc chữ B nè. Và chúng ta xoay nó lên. Như vậy. Thì như vậy thấy cũng gần được rồi các bạn. Cái chữ của mẫu thì nó là chữ thường, còn chữ mình thì nó đang là chữ hoa. Thì nếu mà các bạn muốn đổi lại thì double click vô cái thumbnail trên này. Chúng ta bấm vô cái bảng character và paragraph ở đây. Bỏ hai cái chữ T này ra. Thì các bạn thấy là nó ra chữ thường. Thì trong trường hợp chữ thường các bạn thấy là cái chữ nó bị nhỏ lại. Thì chúng ta sẽ Ctrl T và giữ shift kéo ra một chút xíu. Cho nó bằng cái mẫu chữ phía trên này. Rồi chúng ta đẩy lên như vậy. Xoay lại một chút xíu. Như vậy cũng được rồi các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ đẩy sang file của mình ha. Nhấn giữ shift và nhả chuột ra. Thì chúng ta thấy là có chữ Photoshop ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu vàng. Chúng ta đưa vào. Ở trên file mẫu thì chúng ta ẩn cái chữ này đi. Trên file của mình á, thì tạm thời chúng ta vào path và chúng ta ẩn các đường path đi nha. Trở lại layer nè. Thì các bạn sẽ chọn màu vàng là màu foreground. Sau đó chúng ta nhấn phím alternate và delete đưa màu vào. Như vậy thì chúng ta đã làm được cái chữ Photoshop này. Cái độ cong nó mà các bạn muốn chỉnh lại thì chúng ta vẫn có thể là double click vô cái chữ Photoshop này nè. Đó, chúng ta có thể vào trong này. Để bẻ cong thêm thì các bạn kéo cái phần pen này xuống dưới một chút xíu. Cho nó uốn cong hơn ha. Sau đó mình ok. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo được cái độ cong theo ý muốn của mình ha. Rồi, bây giờ mình thu gọn hai cái file lại để chúng ta kiểm tra lại nha. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái bài này. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hữu ích thì xin các bạn cho một like.